không? Hai cục cường bóng tiền này quay đúng không ạ? Các bạn học sinh tập trung lớp của mình nào. Các bạn chủ nhiệm. Các bạn học sinh tập trung lớp của mình nào. Các cái này nữa đây. Tiếp kia cũng vậy. Đúng rồi, con này đúng không? Là nó. Các em ngồi lên số. Hay là lên số. Các chị đang quên gọi cho tôi cái xe này. Xe cũng như này. Từ bia chú ơi. Cái lượng gạo của cháu thì ở đâu cho nó bọn vào một chỗ. Đi vào đây, nó một đâu, đi vào trong này. Đây, để đây ướt. Thì tập kết gạo vào đằng sau này đi. Thì xếp vào trên thềm và vào chỗ này. Gạo sẽ bếp đây anh ơi. Bên kia sang bên kia rồi. Đây là cái gạo đây. Đây là cái gạo đây. Không phải vậy. Không phải vậy. Hơn 1 tấn để cái bàn này không? Đây chỉ là cái to mức nhẹ nhàng thôi. Thì nó lấy thêm mấy cái bàn nữa để cho bạn. Quên đi cái chỗ không phải. Lấy thêm một hàng bàn nữa. Đâu đâu đâu. Đây là. Ở đâu? Là coi bảo chúng ta quay với các bạn rồi đó. Và đằng sau quay. Đằng sau quay. Tiến thẳng vào phía các quà đây để cho xe nào chúng ta lùi vào trong này. Và các đồng chí nói về chủ nhật chúng ta cho học sinh gọi vào rồi. À, các đồng chí đã biết thì là chúng ta cho học sinh qua đây để lấy lối vào. Lùi sang bên kia đã. Xếp hàng 10 giải 15 cái hoặc là 15 cao. Từ từ giải cái này. Thế là hàng kia 6 cái. Thầy bác nên nhờ các bà phụ huynh ở kia cho hai cái bàn nó lên đây. 5 cái trước, hàng 10 đúng không? Hàng 10 là cứ cân 10 cân à?
Thank you.